tắm dân quyền. Cổ quan tài đã điểm kinh cha con, chơi kể từ nay cách biệt đến muôn đời. Con dương thấy cha về miền âm cành, cha ơi chim xa rừng còn thương cây nhớ côi. Qua gia đình của chúng con rất là đau khổ. Khi chúng con đã mất đi một người cha, các cháu mất đi một người ông, họ hàng cô bác gần xa cũng mất đi một người thân thương nhất. Mà người đau khổ nhất không ai khác hơn là mẹ của con. Chỉ kể từ ngày hôm nay, mẹ của chúng con đã mất đi một người chồng xa bao nhiêu năm trời chung chăn sẻ gối. Mấy ngày qua trong lúc tan gia bối rối, chắc hẳn có điều sai sót, xin quý ông bà cô bác niệm tình tha thứ bỏ qua cho. Và chúng con cũng không quên cảm ơn cơ sở mai táng sáu phương, anh em ban nhạc lễ, đội âm công, đội kèn tây đã tạo hết mọi điều kiện nên buổi tang lễ của cha con vẫn còn long trọng. Chúng con cũng xin gửi lời tri ân đến quý sư, quý thầy, quý tăng ni phật tử đã đại giá quang lâm về đây tụng niệm như hồi kinh để hình cha con sớm được cao đăng Phật quốc. Chúng con cũng xin cảm ơn quý ông bà cô bác, các cấp chính quyền địa phương đã đến đây chia buồn cùng gia đình của chúng con thăm mừng đó, nghĩa cử đó. Mẹ và các con, các cháu trong gia đình sẽ không bao giờ quên được. Giờ đây anh em con đang đứng trước bà cô bác, xin gửi lời bà cô bác với hai lại đây tham ta trước tâm chân tình của cô ba họ hàng. Đến đây chia buồn cùng chúng con, cha ơi đã có ngày cha nhắm mắt ra đi, mẹ và con cháu thọ chi như tan đưa tìm cha đi rồi biết bao giờ gặp lại cha. Cha ơi, lòng mẹ và cháu con vui khi cha đã không còn. Ôi chúa mẹ đời, xin tình biệt cha. Bà con cô bác ơi, có nỗi đau nào bằng cảnh sách ly và tử thiện. Cha ơi mẹ và con vĩnh biệt cha đến muôn đời.